Thì xin mời quý vị chào đón một lớp trích đoạn nữa. Một lớp trích đoạn được mang tên Bến Cầu Dịch Lửa. Và lớp trích đoạn này quý vị chào đón Á Quân Võ Giang Ta, Á Quân Bông Lưới Vàng, cùng với đứa em gái là nghệ sĩ Thanh Trúc. Và lớp trích đoạn Bến Cầu Dịch Lửa xin được phép được bắt đầu. Dạ, thiếp xin kính chào công tử. Kìa, tiểu thơ, trong hoàn cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trải thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá trá mạc đen, vinh nhục vẫn còn. Tiểu thơ là một khách chi âm, cơ sở dây tâm chân tình, xóa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm phần, tiểu thơ tôi vẫn còn nặng nề, ơn nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Muốn nói sao cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ trả xong. Trần Lăng, Trần Lăng ơi, em tu giáo sân học đòi chút bạc mòn, em đã chắc chiêu trong những ngày nắng mưa tầm tao. Em xin trân trọng trao tay ân cần đưa tiễn kẻ đắng trên. Quỳnh ơi, ta nghẹn ngào vì tình nàng tha thiết quá, nhưng biết phải làm gì khi mình vẫn trắng đôi tay. Trần Lan, Trần Lan ơi, còn đấy là chiếc áo lụa kết bằng cỡ sự. Yeah.
Dạ, hai anh em xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.